Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách móc các bước đơn giản trong móc len nha, từ cơ bản cho đến khó ha. Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn móc ba cái kiểu móc mà phổ biến nhất trong việc mình đang làm móc len như thế này này các bạn ha. Thì như thế này đó, đây là cái kiểu móc, đây là kiểu móc kép này, đây là kiểu móc về là móc đơn này đó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn lần lượt các kiểu móc ha. Còn kiểu móc này là kiểu móc nửa kép này các bạn ha. Thì để trước khi móc thì mình chỉ cho các bạn cách lấy len nè. Thay vì bình thường thì mình lấy ở ngoài này ha, thì nhiều người ai cũng vậy hết, nhưng mà theo mình thì mình lại lấy cái trong ruột này nè, cái sợi trong ruột này nè. Bởi vì á, mình lấy ra rất là dễ dàng các bạn không, mà cái xe cuộn len của mình nó lại đứng im nữa nè ha. Trong quá trình mình làm thì nó ít làm phiền mình, ví dụ như là nó lăn qua lăn lại, lăn chỗ này chỗ kia thì rất là khó ha. Thì mình lấy trung ruột này thì nó rất là dễ luôn các bạn. Các bạn nên làm thử với mình ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Để bắt đầu vô mình làm thì nó có nhiều cách để bắt đầu. Cách thứ nhất là mình tạo vòng tròn ma thuật ha. Mình tạo vòng tròn ma thuật, sau đó là mình luồn kim qua này ha. Đó, luồn kim qua thế này. Đó. Mình móc như thế này. Mình rút ha. Sau đó là mình sẽ lên bính. Mình rút cho chặt lại xíu. Sau đó là mình sẽ lên bính luôn. Như thế này. Đó. Một bính nè. Hai bính nè. Đó. Cách thứ hai này nè. Cách thứ hai. Là mình làm luôn. Đó thôi. Mình sẽ làm thế này nè. Đó. Mình thấy đúng không vậy? Không. Rồi đó là mình làm lên. Cái thứ ba là mình làm như thế này. Mình cầm lấy cái, mình kẹp hai ngón tay giữa qua tay áp út ha. Đó, mình đưa để kim đây. Sau đó là mình đưa lên, mình vòng qua một vòng, sau đó là mình đưa xuống, rồi mình lại đưa lên. Mình nhớ giữ cái tay mình giữ ha. Sau đó mình lấy sợi nè. Đó, mình đưa qua thành một bính. Các bạn thích thì để một bính, các bạn không thích thì các bạn rút chặt luôn, nó sẽ trở thành cái nút rút luôn. Rồi và cái này nó sẽ là mình lên như thế này sẽ là một bính. Nhưng mà với mình thì mình để vậy luôn, nó sẽ tạo thành hai bính ha. Nếu các bạn mà đi vòng tròn như thế này thì các bạn nên rút lại chặt hơn cái đầu này. Để cái đầu này thường thường là 6, ta móc 6 lần trong một cái chân như thế này khi mà mình đi vòng tròn á đó. Còn bình thường là mình làm theo một sợi bính á, thì mình lại làm như thế này nhìn nó đẹp hơn ha. Đó, bắt đầu chúng ta lên bính nè. Đây là như thế này gọi là bính ha. Đó, ta để cái kim dưới này đó, để kim dưới này đưa lên như thế này các bạn ha. Đấy, như thế này. Đấy, như thế này. Đưa ra rồi kéo qua. Dễ các bạn. 2, 4, 5. Đó. 5 bính rồi nè các bạn. 6 bính. Bây giờ nè. Để mà móc lên mò lên hàng nữa ha. Mình lên hàng nữa. Thì đối với mũi đơn thì mình sẽ bỏ một bính ở đây. Hiện tại ở đây có 6 bính thì mình bỏ một bính, còn 5 bính. Khi lên một hàng thế nào cũng phải có một chân bính. Các bạn nhớ ha, lúc nào cũng vậy. Đối với mình gài dây bính rồi thì khi mà mình lên hàng thì mình sẽ bỏ một bính. Nha, lúc nào cũng vậy, luôn luôn là như vậy hết. Đó, mình bỏ bính đầu tiên. Mình móc vào bính thứ hai này các bạn. Từ dưới đưa lên. Đó. Mình nhớ giữ này ha, cầm này.
để cho sợi của mình nó lên đều. Đó, mình đưa qua hết. Cái này là chân đầu tiên này ha. Rồi chúng ta sẽ qua chân thứ hai, cũng từ dưới đưa lên đó, lấy sợi lên cầm ngay đây, chúng ta đưa qua hai chân rồi. Tiếp tục chân thứ ba, tiếp tục chân thứ tư, rồi chân cuối cùng. Đối với chân cuối cùng này, nếu mà khi mà mình đan cái sản phẩm mà mình đan vòng tròn như thế này luôn á, thì chúng ta phải gút chặt cái đầu này lại ha. Mình bỏ luôn cái chân này, mình gút chặt đầu lại. Bởi vì khi mà mình không có gút chặt đầu này lại á, thì khi mà mình đan nhiều chân vào một cái bánh này á, một cái chân chân bánh này á, thì nó sẽ to cái lỗ này nè các bạn, nó sẽ to ra này, do cái dây này nè nó sẽ di chuyển ra ha, làm to cái lỗ quá, thành ra mình phải gút chặt bỏ hết chân bánh này để cho cái lỗ mình nó được nhỏ, nhìn sản phẩm nó dễ coi ha. Còn bình thường á, mình không có đi dầm thì ra là mình không có gút chặt lại, mình để vậy luôn ha. Rồi như mình đã nói thì trước khi mình lên một dòng á, thì là mình sẽ có một bánh, cho nên mình phải lên một bánh, đó là quy luật rồi đấy các bạn. Sau đó mình xoay sản phẩm lại, cứ lên hàng là phải lên một bánh. Rồi chân này là chân đầu tiên nè, đó các bạn sở vào nhớ ha, không có sở như thế này ha, không có sở vào đây, và là sợ hết cả hai luôn. Các bạn lần đầu tiên các bạn đang như vậy, nếu mình sợ vào mỗi chân này cũng được nè, nó sẽ tạo ra cái sản phẩm là lượng sóng cho mình ha. Nên là thì giờ cơ bản đầu tiên thì các bạn nên sợ hết đi cho mình quen dần đi ha. Tại nhiều sản phẩm mình làm như thế này, mình sẽ ra một dòng như thế này rồi mình chỉ cái cách còn lại cho các bạn coi ha. Đó, chân đầu tiên. Chân thứ hai. Chân thứ ba. Chân thứ tư. Chân cuối cùng. Chân cuối cùng thì các bạn đôi khi các bạn mình không có lấy hết sợi á, thành ra cái sản phẩm mình nó sẽ bị xấu ha. Mình chú ý nhớ lấy hết hai sợi nha. Đó. Đây sản phẩm của mình. Rồi muốn lên hàng thì mình lại lên bánh. Rồi mình lại xoay sản phẩm lại ha. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn là lấy nửa chân đó, mình sẽ lấy nửa chân hình trái tim này không, hình trái tim này. Bây giờ mình sẽ lấy nửa chân, nó sẽ tạo ra cái hình gì nha. Xoay một chân thôi rồi làm tương tự y chang vậy. Một,
2, 3, 4, 5, đủ rồi ha. Nhưng bình thường á, do mình làm như thế này thì cái chân cuối cùng á, bao giờ người ta cũng lấy hết hai chân ha, tại vì tạo cái cảm giác là cái sản phẩm mình nó được chắc hơn á các bạn. Bây giờ mình làm nó ít bánh quá thành ra nhìn không có phân biệt được ha. Khi mình làm nhiều lên đó, các bạn lại tương tự làm y chang vậy ha. Nó sẽ tạo ra mình cái đường sống cho mình. Còn nếu mình không đi nửa chân thì nó sẽ tạo ra là sản phẩm phẳng, bằng phẳng cho mình. Đó, tam cái bạn nó sẽ có độ cong này ha, nhấp nhô này, thấy chưa? Còn nếu mình đi thẳng luôn á thì lại nó sẽ thẳng luôn như thế này. Cái này mình đi thẳng luôn này ha. Đây là mẫu về trong phẩm móc mũi đơn đó các bạn. Đó, khi mình đi thẳng mình lại đi hai chân như thế này thì nó sẽ phẳng nè. Còn mình đi đi một chân thôi này chỉ có độ nhấp nhô kiểu lượng sống ha. Rồi đây là cái kiểu móc đơn.